Olympic report. Explanation 2. Hôm qua, Mỹ đoạt được bao nhiêu huy chương vàng? How many gold medals did the USA win yesterday? How many gold medals did the USA win yesterday? 2 huy chương vàng. The USA won 2 gold medals. Hôm kia Mỹ đoạt được bao nhiêu huy chương vàng? How many gold medals did the USA win the day before yesterday? How many gold medals did the USA win the day before yesterday? The day before yesterday. 3 huy chương vàng. The USA won 3 gold medals. The USA won 3 gold medals. Trong 3 ngày đầu tiên, họ đã đoạt được bao nhiêu huy chương vàng? Câu này chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành. How many gold medals have they won in the first 3 days? How many gold medals have they won in the first 3 days? Sáu huy chương vàng. They've won 6 gold medals. Vòng chung kết phóng lao nam. The men's javelin final. Javelin final. Vòng bán kết. Semi-final. Semi-final. Thắng vòng chung kết phóng lao nam. Win the men's javelin final. Ném, luyện. Throw, through, thrown. Ném cây lao hơn 100 mét. Throw the javelin over 100 meters. Throw the javelin over 100 meters. Sự nỗ lực. Attempt. Attempt. Ở lần ném đầu tiên. At his first attempt. Ở lần ném đầu tiên, anh ấy đã ném cây lao hơn 100 mét. At his first attempt, he threw the javelin over 100 meters. At his first attempt, he threw the javelin over 100 meters. Đó là điều khó khăn nhất mà tôi đã từng làm. That's the hardest thing I've ever done. That's the hardest thing I've ever done. Trước đây chưa ai đã làm được điều này.
Nobody has ever done this before. Nobody has ever done this before. Suýt nữa. Nearly. Suýt nữa đã có một tai nạn khủng khiếp. There was nearly a terrible accident. There was nearly a terrible accident. Ông ấy suýt chết. He nearly died. May mắn thay. Fortunately, fortunately, luckily. May mắn thay, chúng tôi đã đến nơi an toàn. Fortunately, we arrived safely. Fortunately, we arrived safely. Không may. Unfortunately, unluckily. Anh ấy đã cố gắng làm việc đó, nhưng không may đã thất bại. He tried to do it, but unfortunately he failed. He tried to do it. But unfortunately, he failed. He failed. Hy vọng rằng. Hopefully. Hopefully. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở lại. Hopefully I'll be back one day. Hopefully I'll be back one day. Về mặt cá nhân. Personally. Personally. Về mặt cá nhân, tôi nghĩ điều đó là không thể. Personally, I think it's impossible. Personally, I think it's impossible. Đánh lên đầu tôi. Hit me on the head. Vỗ lên vai tôi. Pat me on the shoulder. Pat me on the shoulder. Đá vào bụng tôi. Kick me in the stomach. Kick me in the stomach. Trúng vào bàn chân tôi. Hit me in the foot. Hit me in the foot.